Rồi, ok nghe anh em, tiếp tục 2V4S nghe anh em. Đây, để coi ra gì không. Rồi, mít anh em ơi. Ok anh em. Còn 2V nữa nè. Ok. Đấy, tẩm. Ok, ra gì không. Không ra anh em. Ok anh em, tiếp tục farm 2G anh em. Bây giờ farm cũng nhiều, cũng gần hết 2G rồi anh em ơi. Ấy đồ. Ok nghe anh em, còn 2G nữa nè. Ra gì không. Ây da, trượt anh em ơi. Ok, tiếp tục là con 2G5S nghe anh em. Làm bút cho bạn cùng team. Mấy còn thiếu hai con nữa. Con này với con nữa là đủ cho ông. Vẫn còn một ông nữa anh em. Tại team nhiều người anh em, dư người á. Cho nên là chia ra hỗ trợ nhau mà ăn nhau anh em. Rồi ok nha. Ok anh em. Đây con 2G5S tiếp nha anh em. Là ông bạn đủ rồi. Bạn đủ đủ 2G à. Văn qua ngon muốn sao. Thời gian còn 3 phút rồi. Ok. Ok nghe anh em. Ok anh em, lúc hết giờ gọi thêm con ngon muốn sao bắn anh em ơi. Để ra on 5 sao là ngon luôn nha. Còn 2 phút nữa. Mới lụm cái bazooka kia ông bạn cũng chết. Còn 1 phút rưỡi nữa. Cái con này nó múa. Sắp ra anh em. Đó. Từ từ nha. Ok. Xong rồi anh em. Xong. Năm sao đâu. Ai ra. Rồi quýt luôn anh em. Ok anh em. Tiếp tục làm. Ây da. Quýt trong năm. Ây da. Đấy, lấy đam anh em. Ê, bên này bên kia. Một người chết. Dừng lại liền, dừng hoạt động liền, lụm nó liền. Ok nghe anh em. Ok một con nữa. Ê, chết. Nhiễm bắn thằng xin rồi, lụm. Ok nghe anh em. Trâu mạnh quá. Ok thêm một trâu nữa nè. Ây da. Ê 16%. Ship dứt. Ok nghe anh em. Ok anh em, ăn đồ năm nha. Bạn không gọi. Ok. Đó, xem coi bước đầu. Ok nghe anh em. Một rồi nè. Ok anh em, ăn một ít mix 4 sao lạnh vụ anh em. Xem coi. Ok, không ra gì nha. Ok anh em, con mix nè, lạnh vụ. Đậu mấy con mấy mít chung con rùa năm anh em. Là gì không? Ấy đồ. Mít năm luôn. Ok anh em. Con mấy mít nữa anh em. Trên đây xong vụ rồi đó. Con 5 mít gì đây? Đắp không? Rồi xong. Ok anh em. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm voi 5 mít nha anh em. Làm bút. Làm bút cùng tim. Ok. Quýnh ra với mấy con này cứ nấp nấp thôi. Ăn mấy con nhỏ chơi chơi vui. Ok. 21% nữa kìa. Ngoài trời đang mưa gió nhiều anh em. Chắc chuẩn bị ra đóng cửa một cái coi. Ây da. Ok. Đó, tiếp theo là búa đòi. Búa đầu. Đó, hai anh em. Ok nghe anh em. Đó, một con voi nữa nè anh em. Voi nữa nha. Thì nó quấn xuống anh em. Đó, một cục.
cũng bình lính đó anh em. Rồi mình thả thêm một con nữa là mình sẽ này, con này là 3/5, 4/5 thiếu một con. Ok. Đó. Đây nè. Rồi, đó 3/5 nha anh em. Ok anh em. Tiếp tục là một con voi 5 ếch nữa anh em. Hết giờ luôn rồi. Ok. Ờ lên đây mất máu quá xuống ngay anh em ơi. Ok. Tiếp tục anh em ơi. Đó. Xong nha anh em. 4/5 nha. Đâu rồi. Đó, ok. Ok. Một con rồng 4 nó xem ra gì không nha. Hay là gì không? Rồi, thấy kìa, nó có hai dê nữa nè. Ok nha anh em. Tiếp tục ăn ít khỉ lấy đam anh em. Đứng nãy bật video nên nó bị chết rồi em ơi. Ok, bật video đứng màn hình. Ok. Tiếp tục khỉ năm sau cái đam anh em. Đó. Xong nè. Thấy đam nhanh lắm, đam mấy con năm ếch này nhanh lên đam lắm anh em nha. Ok anh em. Tiếp tục và chúng ta sẽ ăn xích 5 sao nha anh em. Dạ, chết, mình đang gãy, mới gãy ngứa anh em. Mới gãy ngứa chân nhắc. Ok. Có nhiều ship thì ngon nha. Thôi à. Và còn gói quá. Chết con này, chết con kiếm này. Đâu tiêu rồi. Chưa chết hả? Ừ, chết con kiếm rồi. Hai con này với gói thôi em. Hai con lên giáp luôn. Hai con bọc giáp luôn nè. Ok, chờ xíu mình lấy hồi máu cho dễ anh em. Ok, tiếp tục nha anh em. Con nó biết nó quẩy nhiều cho nên là hơi bị giật. Giật màn hình quá. Xem tăng được nhiêu máu nè. 195 là đang mắc máu. 195 HP nha anh em. Còn con này thôi. Giờ múa cỡ nào cũng chết thôi. Còn một mình nè, còn một mình bạn thôi mà. Còn một mình bạn thôi mà, không lẽ bạn quẩy bên nhà lòng. Ok, ok nghe anh em, lên nè. Đó. Ok anh em. Thôi làm luôn dạ, tính đi farm down anh em ơi. Mà thôi. Thả măng này. Thả măng nó trả lại quấn luôn anh em. Con này để cái này nè. Rồi đứng rồi. Thôi đứng màn hình anh em. Dịch đứng màn hình luôn. Ok. Nó xuống xong rồi giết nó thôi. Ý. Rồi. Ok anh em. Rồi làm lại anh em ơi. Được có hai con rồi, bị sạch sinh con rồi. Ok. Hơi bị tiếc anh em ơi. Ok.
Ok nha. Rồi. Ổn rồi. Bị sạch thính con anh em nha. Đáng lẽ 3 năm á. Ok anh em. Làm ít 2 giây để xem ra có 5 mét không nè. Mình thua rồi. Có một vài ông thì trước khi 5 mét. Ok. Hôm nay luôn. Ok nè anh em. Thêm một con 2 giây nữa nè. Có một vài ông được thôi. Còn một số lại là full nữa. Ok, cũng nịch luôn. Ok, thử một con 2 giây nữa nha. Không ai ra nữa thì thôi đi làm nhiệm vụ anh em. Ra không? Mình thì được rồi. Ok anh em. Đó, tiếp tục là đi liên anh em. Hồi nãy xui anh em. Nãy xui mình lận con chó ngâm nó. Nó quýnh một cái mà mình chết anh em. Ngay lúc nó gần chết luôn đó chứ. Tưởng an toàn rồi chứ. Tại vì con chó cuối nó quýnh về mất không nhiều máu á. Còn cái con 5 mét hồi nãy nó quýnh mất nhiều máu quá. Ok anh em. Rồi bình on. Ok anh em. Tiếp tục ăn 2 dê muốn hết anh em ơi. Thằng này vô làm nhiệm vụ quá à. Đó. Với ông kia ông farm hết điểm anh em. Trời ơi, cực ý kìa. Ok nha anh em. Tiếp tục mang 5 ớt nè anh em. Mình bị xịt một con rồi. Con này 5 ship nè. Ok. Từ nha. Từ nhìn này nha. Hồi nãy né nó rồi mà nó quýnh anh em, ở gần nó quýnh chết. Đó. Con nó quýnh nó quýnh mà nó nè. Ok nha. Ok, không ai chết là chuẩn rồi. Đó, 3-5 rồi. Nghe ổng chắc 4-5 con rồi. 4 con. Ok anh em. Tiếp tục nè. Lỡ ra thêm con on là sao? Thầy ra nịch rồi anh em ơi. Ok anh em. Tiếp theo là tiếp tục đồng 4 nha anh em. Để kêu ông kêu qua ăn. Chờ xíu. Ok, qua đủ rồi anh em. Tiết kiệm. Bên này ra ăn ra on 5 ớt là sao đây? Rồng ơi, 5 on đi. Hay là gì không? Địch rồi.